Dạ các bạn nha, chào mừng các bạn trở lại với kênh Minh Dầu của mình nha. Thì hôm nay lại tiếp tục vào solo đây mày. Và mình cầm vị tướng Adun solo dưới floor này mày. Ở đầu game thì chắc có thể là mình cũng có thể đánh ngang ngang dưới floor, nhưng mà từ giữa game tới cuối game thì lúc mà có đồ full thì chắc có thể là mình sẽ thu floor thôi mày. Hai trận này đánh vô lưu cho vui. Bạn này cũng đang bật hết nè, nhưng mà không thấy do mặt trang phục. Đầu game thì cứ quất thôi, quất nè, quất là chiến con đầu của đây mà. Đầu game thì mình có được chiêu hai bút giáp này em ạ, đánh floor vẫn ok. Đó. Có một hồi thì nó chọc hơi thốn một tí đây. Lên được level 4 luôn nha. Thôi bây giờ mình sẽ lên cái đao chi hồn nha em, để giảm hồi máu floor này. Floor có level 4 luôn à, căng này. Mình cứ farm trước thôi nha, nha quấn này quấn luôn. Đầu game cũng đỡ đỡ. Đợi nhặt bông này đó. Nhặt bông này chắc ắt tung mình nè. Chiều hề nè, quấn luôn. Quấn luôn anh em. Chiều một hắt tên nè, hắt lẹo. Chạy nè. Hai cục liền. Bao giờ thường thường đánh với Valor thì trong Adun thì nó hành mình thôi, nhưng mà đó. Thì tới giữa thường thường giữa game nó bắt đầu là cảm giác là thua mấy bạn nó sẽ băng trụ, băng cả trụ đánh luôn đó. Mình gặp Valor mình cũng khá là nghiện, các bạn rủ mình tới ngày solo Valor thì thật sự mình ngán, rất là ngán Valor. Nhiều anh em múa dính quá cũng ớn, là chắc tướng Adun nó cũng không bằng con Valor nữa. Quánh luôn, mình level 6, quánh luôn, quánh luôn, quánh luôn, chém, chiêu hồn, hấp tung rồi, chiêu hay rồi, chém chết trên chỉnh rồi. Rồi, 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 lần hồi cũng chạy cái đơn. Một, một, lần, ý, ý, à, chạy gì được cái đêm mà hên, 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 ui, à, ui, à, siêu quyệt, mà không đi mà, còn tí máu mà. Còn mày lính nữa mày cơ, à là mày nhiệt xong mày lính nữa mày về nè mày. Ok bây giờ sẽ đi về nha. Về lên hồi mana rồi luôn đó mày. Bây giờ mình lên một món thủ nè mày. Bây giờ cứ nói chung là bây giờ là cứ cấu ghẻ trước người đánh thôi mà, chứ giờ floor thì đang nói chung là cũng có đồ rồi. Level 8 mình level 8 rồi, floor cũng sẽ level 8 rồi. Đó là floor sẽ khá là mạnh, chiêu hồi khá là nhanh. Chơi chơi này, chém luôn, chém chém luôn, chiêu này gọi hầu buồn muốn gắt quá nên ui dồi em băng cái chủ, băng cái chủ luôn. Lên thì chạy luôn mà quá ghê. Hắt tung lên ui, mình hắt hụt rồi nè. Ơ, ơ, kìa. Anh em phải là búa bằng cá trụ. Follow bật ếch phải như thế, nên mà muốn phải dính như thế chứ. Mình thường thường thì cũng có chặn, mình cũng thắng được. Tại vì mấy bạn kiểu giống như thích băng trụ quá. Mà mình, lúc mà mình gặp Adun, nếu mình đôi khi mình cũng lên công nè. Lên 2-3 món công, cái đầu mình chém nó cũng thấm nè. Đây, hắt tung lên, chiêu hay nè. Đó, câu máu được nửa cây rồi nha. Chiêu 1 đó. Hắt tung rồi. Chiêu 2 bút nhát rồi. Chiêu 3 quấn được, quấn được. Ui, cổ máu máu đó. Cổ máu máu. Ôi, người không có tóc biến anh em mà. Ổn quá. Phải có tóc biến là phải, đó là nó tới công chuyện với mình. Ừ, hết tóc biến anh em mà. Ok, bây giờ mình sẽ lên giáp thông cổ nha. Nó chiều một tung lên, nó sử dụng cái gối chạy 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 quấn luôn rồi đây. Bây giờ em thôi thốn rồi anh em ơi, thốn 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 dữ vậy, thọc gì mà quá trời nhật cho cái khúc 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 này. Đây rồi hát tung rồi nè, đây rồi mình sử dụng cái gối rồi mình quấn được luôn nha, nửa cây quá rồi. Nó hồi máu nhiều rồi. Ôi, băng cá trụ luôn. Giật lên, giật lên. Lên lên. Tới công chuyện, tới công chuyện. Tới công chuyện, bật chi cuối. Ui, tóc bí cái này.
kêu ấy, kêu muốn được không? Nó là cụ chảo rồi, căng vậy. Và lo mà bắn cái chủ luôn thì hiểu. Rồi chẳng này ăn hành rồi đấy mà. Quá ghê. Đánh gì ai chơi lại anh trai à. Ok bây giờ ra đánh tiếp anh em ơi, đánh cỡ nào mọi người cũng gắng đánh thôi. Thua cũng được, rèn luyện kỹ năng tí. Rồi lên được nhát phong thổ rồi. Bây giờ mình sẽ lên một món công nha. Rồi bây giờ mình sẽ lên kiếm Phalia đây mà. Mình lấy tóc đánh luôn mới cho mình chiêu các bạn hỏi mình có sơn ngọc của Adin mình lên kiếm Phalia mình lấy cái chiêu 2 đây. Mình bật chiêu 2 xong bắt đầu mình chém 3 cái mình được xếp được chuẩn thôi. Đó mình chém. Đây Adin nó trâu mà đứng cạnh chiến ngon đánh cũng không có sao. Ngon lành anh em ơi, vẫn còn khúc máu nha. Này thì băng trụ. Ok. Về hồi máu luôn nè. Về còn hồi máu luôn, có gì ra solo cho nó ngầu chứ. Nếu mà may mắn ăn được mạng nữa mình win luôn cũng được luôn. Chứ để cuối game thì Flo nó chấp cả trụ trước rồi trụ sau luôn, nó vẫn muốn đuối luôn rồi nè. Còn bao chưa? Hết tung rồi. Không thấm tháp này luôn rồi nè, mình nó lên thủ trâu quá. Cấu cũng không có được nhiều. Né nó phun bông rồi. Được mớ lính nè. Có lính có đồ là đánh nhau được. Chơi luôn chiêu này coi luôn ui không được anh em ơi, ui mình thấy pha đó mình đủ đam mà không đủ đam anh em ơi, thôi về luôn anh em ơi. Pha đó mình nghĩ là đủ đam chứ ui sao lại lên mà không muốn phụ trợ lên thương long chứ nè, nó giảm một chiêu nha, giảm một chiêu là có thể gọi là đứng đó quýnh luôn anh em, chiêu hồi nhanh là quýnh luôn. Ngầm mất tiêu rồi. Này à, không về một hấp nè, chém chiêu hai búa vậy, búa kinh còn có mình không dí được rồi mà đó, dí được rồi thôi. Mà nó có tốc biến là dí theo là im. Không im rồi, để dây là chút anh em. Đây phà lò nó muốn quá ghê. Chiều này hát cái là đầu ra được thiên long anh em, xung đồ chơi mà. Chiều một nè. Hát tung lên nè. Chiều hai nè. Chiều cuối ngay chân nè. Chiều một hát tung chém chiêu cuối à được rồi, lo luôn rồi đấy, nên không có ai đâu rồi, nhìn luôn rồi đấy, đến hồi hồi lo nó muốn ai mà chiêu cho nói. Ok cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video, hay cho xin một like và đăng ký kênh hồi nha. Cảm ơn anh em rất nhiều, hẹn gặp lại video tiếp theo nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Ok bye bye.